Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lễ cưới hoành tráng tại khách sạn 5 sao của Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Cô dâu khóc nghẹn khi được bố trao tay cho chú rể. Tối ngày 9 tháng 2, lễ cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh được tổ chức tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 500 khách mời. Những vị khách đầu tiên xuất hiện ở khu vực tổ chức tiệc cưới bên trong khách sạn JW Marriott. Mẹ ruột và chị gái cô dâu Quỳnh Anh đều mặc đồ sang trọng quý phái, cười tươi rạng rỡ đón chào khách mời. Cô dâu Quỳnh Anh mặc váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp như công chúa, ôm hoa cưới tỏa sáng bên cạnh chú rể, tưng bừng chụp ảnh cùng người thân và bạn bè. Duy Mạnh nắm tay vợ bước ra ngoài như hoàng tử dẫn công chúa, bước đi trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Khách mời nắm tay chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Ngay sau đó thì rửa tay bằng nước tay khô cho sạch sẽ, phòng dịch corona. Hôm nay Quỳnh Anh được make up theo style nhẹ nhàng trong veo, đẹp không tì vết. Khi tất cả khách mời đã vào phòng tiệc đông đủ, hôm lễ bắt đầu với clip tâm sự của chú rể Duy Mạnh. Anh tiết lộ nhiều điều thú vị về hai vợ chồng, có cả lần đầu tiên hẹn hò với nhau. Duy Mạnh đã bí mật quay clip để tặng Quỳnh Anh trong ngày cưới. Ca sĩ Đức Phúc, bạn thân của chú rể Duy Mạnh, đã lên sân khấu đầu tiên, gửi lời chúc và hát tặng ca khúc Hơn Cả Yêu, khiến Duy Mạnh xúc động rơi nước mắt. Sau đó bố cô dâu xuất hiện nắm tay con gái đi vào lễ đường, trao cho con rể mới. Quỳnh Anh khóc không ngừng khi nghe lời bố dặn dò Duy Mạnh, gửi gắm cả phần đời sau này của con gái út cho chàng rể quý. Hôn lễ được bảo mật vào thời điểm quan trọng nhất. Trước khi cô dâu và chú rể tiến hành trao nhẫn, cắt bánh cưới, các khách mời được yêu cầu không livestream, không chụp ảnh, quay phim. Ngày trăm năm của tuyển thủ Việt Nam có sự tham gia của đông đảo đồng đội như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy. Ngoài ra một số sao Việt cũng có mặt như Đức Phúc, Mạc Văn Khoa, Đàm Vĩnh Hưng. Thực đơn trong tiệc cưới tại khách sạn 5 sao gồm 9 món: salad hoa quả với tôm, sốt bơ trứng và hạnh nhân, súp măng tây thịt cua, cá sông hấp sốt xì dầu, tôm chiên trứng muối, bò nướng sốt tiêu đen, chim câu hầm sen nấm, canh vẹm chua cay, hoa lơ xanh sốt nấm và cơm trắng, và món tráng miệng là thạch xoài ăn kèm sữa dừa. Trong khi diễn ra lễ cưới, cầu thủ Thành Trung, Quang Hải và Văn Toàn có mặt tại bữa tiệc để chúc mừng đồng đội. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã hóm hỉnh chia sẻ trên mạng xã hội: bao giờ thì tới lượt anh em mình đây?
choáng với sánh lễ cưới đầy vàng và kim cương của Quỳnh Anh và số tiền khủng trong đám cưới xa hoa sang trọng với cầu thủ Duy Mạnh. Sáng ngày 9 tháng 2, cả làng bóng đá Việt Nam tưng bừng với chuyện trung vệ Đỗ Duy Mạnh cưới vợ. Chàng trung vệ điển trai đã đón dâu trong sự sang trọng và lịch lãm. Ngoài 10 cây vàng được bà ngoại ưu ái cho trong đám hỏi, điều khiến cho cộng đồng chú ý là cô dâu Quỳnh Anh hôm nay cực kỳ xinh đẹp và đeo sợi dây chuyền đính 186 viên kim cương có giá 34.000 đô, gần 800 triệu đồng. Và những chiếc kiềng vàng được mẹ chồng trao tặng, được cô dâu đeo trên cổ khi đi tiếp khách cũng được dân mạng đặc biệt chú ý. Tại trang cá nhân của mình, cô dâu Quỳnh Anh khoe hình ảnh đôi giày hiệu Dior tông trắng sẽ diện trong ngày trọng đại, có giá khoảng 1.500 đô. Nhẫn cưới của cặp đôi đến từ thương hiệu trang sức đình đám Cartier với giá trị hơn 1.650 đô một chiếc. Ngoài ra, đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh sử dụng đến 500.000 viên pha lê cao cấp để trang trí cho lễ cưới. Điều này khiến cho lễ cưới trở nên vô cùng tráng lệ và sang trọng. Phía nhà trai, tiệc cưới được tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 2 tại sân bóng thôn Giao Tác, nơi gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ của Duy Mạnh. Toàn bộ 3.000m2 sân bóng được phủ kín bởi rạp cưới của nhà chú rể, theo concept lâu đài cổ tích. Đơn vị tổ chức đám cưới nhà Duy Mạnh tiết lộ, ý tưởng này đòi hỏi sự đầu tư và kỳ công trong 8 ngày liên tiếp. Chú rể Duy Mạnh cũng chơi trội với việc mua rất nhiều bông hồng được chuyển từ Đà Lạt về Hà Nội. Duy Mạnh còn đặt hàng thêm nhiều bông hồng từ Hà Lan về Việt Nam để phục vụ cho lễ cưới. Bên cạnh đó, nhiều người nổi tiếng của giới bóng đá và showbiz cũng đến góp mặt ở lễ cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh, điển hình như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đức Phúc hay những người bạn là các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam. Có thể nói, đám cưới Duy Mạnh và Quỳnh Anh là một trong những lễ cưới to nhất, vô cùng sang trọng và xa hoa của làng bóng đá Việt Nam. Họ đã chuẩn bị rất kỹ và quyết định có một ngày cưới thật sự hoành tráng để nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Chuyện tình Duy Mạnh và Quỳnh Anh có thể nói rất đẹp. Cả hai yêu nhau trong nhiều năm, chưa bao giờ để xảy ra scandal và luôn dành cho nhau sự ngọt ngào. Gia thế khủng của hot girl Quỳnh Anh, cầu thủ Duy Mạnh có bố vợ siêu giàu. Quỳnh Anh là con gái út của ông Nguyễn Giang Đông, một trong những đại gia đầy tâm huyết với nền bóng đá Việt Nam. Ông Giang Đông, hay còn gọi là Đông Vàng, là một trong những tên tuổi của làng bóng đá Việt Nam khi từng giữ chức chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC trong một thời gian dài. Dưới sự dẫn dắt tài giỏi của ông Giang Đông, câu lạc bộ Sài Gòn từng bước lên V-League, sau đó có một thời gian dài thi đấu khá ấn tượng. Trong suốt thời gian làm chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, ông Giang Đông nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Ông Đông có cách cư xử chuẩn mực và luôn dành sự quan tâm cho các cầu thủ cũng như cổ động viên. Vào tháng 12 năm 2017, ông xin từ chức, về nghỉ hưu và dành thời gian cho gia đình. Điều thú vị là ông Giang Đông có duyên với bóng đá không chỉ qua mối quan hệ thân thiết với ông Bầu Hiển. Ông có hai người con gái và đều lấy chồng là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Người con gái đầu là vợ của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, cựu thủ quân tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Hôm nay ngày 9 tháng 2, ông Giang Đông có thêm một chàng rể, cũng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Được biết, ông Giang Đông còn là đại gia kinh doanh ô tô, xe máy, kinh doanh phụ tùng lâu năm ở Hà Nội. Do đó, bố vợ của cầu thủ Duy Mạnh và cựu cầu thủ Văn Quyết thuộc diện siêu giàu có ở thủ đô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.